Tiết mục kể chuyện cảnh giác. Kể chuyện cảnh giác. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, chuyên mục kể chuyện cảnh giác tuần này xin gửi tới các đồng chí và các bạn câu chuyện truyền thanh Mẫu Đơn Đỏ. Chúng ta cùng theo dõi. Thưa các vị, 31 tuổi, tôi mới lấy chồng. Ở quê tôi, vào những năm sau chiến tranh, đó là cái tuổi đã xếp vào loại khá cứng để lập gia đình. Không phải vì tôi xấu nết, xấu tính, cũng không phải vì hình thức tôi kém. Tôi lấy chồng muộn vì có lý do riêng. Chồng tôi là một cán bộ an ninh vũ trang, từng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Anh và tôi yêu nhau trước khi anh đi bê. Hết chiến tranh, anh trở về lành lặn. Tình yêu của chúng tôi vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Vậy mà chúng tôi không thể đến với nhau. Và có lẽ cả hai sẽ lỡ chuyến đò cuộc đời nếu không có Việt, một người bạn, một ân nhân. Cuối năm 1977, nghĩa là hơn 2 năm sau khi giải phóng miền Nam, thấy chuyện duyên số của em gái có nguy cơ giang dở, anh trai tôi đang công tác tại một cơ quan trên tỉnh, dẫn Việt về định mai mối cho em gái. Tôi quý Việt và thú thực cũng định quên mối tình giang dở của mình, gật đầu xây dựng gia đình với anh. Nhưng khi mà mọi chuyện gần như đã được sắp xếp đâu vào đó, thì một việc bất ngờ xảy ra. Anh, có việc gì thế ạ? Ngàn ạ, anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì mà quan trọng thế? Rất quan trọng. Thế á, anh nói đi. Chuyện này lẽ ra anh phải nói với em từ trước. Thế nhưng mà... Chuyện gì mà khiến anh khó nói đến thế? Nói đi cho em nghe nào. Ngàn ạ, em biết rồi đấy. Anh là người từ cuộc chiến trở về, nên... Từ chiến trường trở về thì có sao đâu nào. Ờ... Tất cả những người cùng thế hệ với anh đều tham gia chiến đấu. Đó là chuyện bình thường mà. Phải. Đất nước lâm nguy, cầm súng bảo vệ tổ quốc là chuyện bình thường. Nhìn chung là như thế. Nhưng còn hoàn cảnh riêng của mỗi người thì... Hoàn cảnh riêng? Này, em chưa hiểu anh định nói gì đâu đấy. Ngàn ạ, anh... Anh không có khả năng làm chồng. Ờ, anh Việt... Anh vừa nói là... Đúng. Anh không có khả năng là một người chồng trọn vẹn đâu em ạ. Anh không có khả năng. Như thế nghĩa là sao ạ? Trong một lần xung trận, anh bị thương nặng. Kết luận của quân y viện là anh không còn khả năng làm chồng, làm cha. Trời ơi! Anh Việt! Ngàn! Anh xin lỗi. Không! Không! Đấy không phải là lỗi của anh. Tất cả là tại chiến tranh. Lẽ ra anh phải nói với em sự thật này ngay từ đầu. Nhưng mà có lẽ bây giờ vẫn chưa muộn phải không em? Chưa muộn. Dù sao thì mọi người cũng đã nghĩ là chúng ta... Chưa muộn đâu Ngàn ạ. Em xứng đáng có một người chồng và xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn hơn. Em biết anh là người từng trải, làm việc gì cũng suy nghĩ thấu đáo. Chắc chắn khi đến với em, định hỏi em làm vợ, anh cũng đã nghĩ đến chuyện này. Phải, anh đã nghĩ rất nhiều. Anh đã nghĩ rất nhiều. Đúng. Vậy mà tại sao anh lại... Anh không phải là kẻ ích kỷ. Về việc này, em hãy hiểu cho anh không nghĩ cho mình. Không hề.
Em hiểu. Trong chuyện này chỉ có hai chúng ta. Anh không nghĩ cho anh. Em tin điều đó. Nhưng chả nhẽ là cho em. Nhưng ban đầu anh cũng nghĩ thế. Nhưng mà... Nhưng sao hả anh? Mấy hôm nay anh đã nghĩ rất nhiều. Và anh nhận ra rằng chuyện này là một biến cố quan trọng của cuộc đời em. Vì thế anh không có quyền im lặng. Anh phải nói với em ngàn ạ. Anh Việt, chắc chắn phải có ẩn khúc trong chuyện này. Bởi vì anh không bao giờ là người hành động một cách hồ đồ. Đúng thế. Để nói ra chuyện này, có thể em sẽ trách anh quá tò mò. Nhưng mà... Anh này, có chuyện gì thế hả anh? Có chuyện gì thế? Trước khi quyết định xây dựng gia đình với em, anh đã đi tìm hiểu rất kỹ về em. Vâng, thì đấy cũng là chuyện bình thường thôi mà. Lấy chồng lấy vợ có nghĩa là xác định sống chung với một người đến trọn cuộc đời. Không tìm hiểu kỹ mới là chuyện bất bình thường. Nhưng mà anh đang nói ở góc độ khác ngàn ạ. Góc độ khác? Nghĩa là thế nào ạ? Anh đã tìm hiểu rất nhiều về quá khứ của em. Về quá khứ của em? Đúng. Nhưng là về chuyện gì? Vì chuyện gì hả anh? Anh nói thật nhé. Là về chuyện tình cảm ngàn ạ. Chuyện tình cảm? Đúng thế. Chuyện tình cảm của em? Em nghĩ có những thứ đã thuộc về quá khứ rồi anh ạ. Nhưng người ta vẫn thường nói, kỷ niệm sẽ chỉ mãi là kỷ niệm. Em sẽ không để nó ảnh hưởng đến tương lai của mình. Nhưng chả nhẽ quá khứ của em lại quan trọng đến chuyện tình cảm của chúng ta như thế hả anh? Không, không phải như em nghĩ đâu. Vậy thì em phải nghĩ như thế nào đây? Đây là một câu chuyện dài, rất dài ngàn ạ. Em nghĩ em có đủ thời gian để nghe chuyện của anh. Anh đúng. Kể đi. Anh cũng muốn kể với em. Vâng, anh kể đi. Từ mặt trận trở về, anh mang một thương tật không dễ nói ra. Vì thế, anh không có ý định xây dựng gia đình. Bởi rõ ràng, anh không thể mang lại hạnh phúc cho người bạn đời của mình. Nhiều người có ý tốt mai mối, giới thiệu, nhưng anh đều từ chối. Còn người ta, chẳng ai làm một việc mà biết trước kết quả chỉ là con số không cả. Vì thế, khi anh trai của em, cũng là thủ trưởng của anh, có ý định giới thiệu em cho anh đã lần nữa. Phần vì anh thấy là thủ trưởng, phần thì vì anh ấy quá nhiệt tình, quá tốt, nên anh không thể từ chối thẳng thừng được. Anh không nỡ làm như thế. Vậy nên anh đã theo anh trai em về nhà em. Và đúng. Rồi chúng ta gặp nhau. Đúng, đúng thế đấy ngàn ạ. Lần về quê em ấy đã dẫn anh đến một cuộc gặp gỡ định mệnh. Cuộc gặp gỡ định mệnh? Ý anh nói là cuộc gặp gỡ của anh và em? À, không, không phải. Một cuộc gặp gỡ khác. Sao? Một cuộc gặp gỡ khác? Đúng, đúng thế. Một cuộc gặp gỡ khác? Thật là khó hiểu. Lần đầu tiên anh về quê em, lạ nước, lạ cái. Thế mà lại có một cuộc gặp gỡ với một ai đó. Anh còn gọi là cuộc gặp gỡ định mệnh. Phải. Thật là lạ. Mới nghe tưởng chừng rất vô lý, nhưng mà mọi chuyện đều có đầu đuôi của nó em ạ. Anh này, vậy thì anh đã gặp ai? Và gặp trong trường hợp như thế nào hả anh? Ngay trong đêm đầu tiên về nhà em, anh đã gặp người đó. Sao? Anh nói là cuộc gặp ấy diễn ra ngay trong đêm đầu tiên anh trai em dẫn anh về giới thiệu với em. Đúng, đúng như thế ngàn ạ. Ngay trong đêm đó? Đúng. Thì sao cả nhà em không ai hay biết gì? Có thể vì hôm ấy mọi người ngủ quá say. Sự việc diễn ra vào lúc đã rất khuya rồi. Anh không xem đồng hồ, nhưng mà ít ra cũng phải đến 1 giờ sáng. 1 giờ sáng? Đúng. Thật là kỳ lạ. Anh về nhà em lần đầu, lạ nước lạ cái. Thế mà 1 giờ sáng lại vô tình gặp một ai đó.
Ôi dồi ôi, càng nghe em càng thấy nó vô lý. Vô lý quá anh ạ. Không vô lý đâu em ạ. Hôm ấy lạ nhà nên anh chằn chọc mãi không ngủ được. Nửa đêm anh nghe có tiếng đàn guitar từ đâu đó vọng đến. Tiếng đàn nghe rất lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc. Thanh niên ở xóm em nhiều người học chơi guitar lắm. Có một thời anh có biết không, mọi người cứ bảo nhau thành phong trào, nên nếu anh nghe tiếng đàn guitar trong đêm thì cũng không có gì là lạ. Chắc là ai đó cũng không ngủ được cho nên... Không, ban đầu anh mới nghe cũng nghĩ như em, nhưng càng nghe tiếng đàn của người đó anh càng thấy không thể lẫn vào đâu được. Tiếng đàn ấy chỉ có một người, một người duy nhất trên đời này mới đánh được bài hát ấy thôi Ngàn ạ. Tiếng đàn ấy không chỉ giúp anh nhận ra người quen, mà còn giúp đầu óc anh nhớ lại rất nhiều chuyện vốn đã bị lãng quên do vết thương ở đầu. Anh nói là chỉ có một người mới đánh được bài hát ấy. Đúng thế. Vì vậy, tuy chưa thể gặp trực tiếp người ấy, nhưng chỉ cần nghe tiếng đàn, anh thấy mình như đang được hội ngộ cùng với một người đồng đội, mà cũng là một người bạn. Người bạn từ rất lâu rồi Ngàn ạ. Một người đồng đội. Và người đó là... Sáng hôm sau, anh đã dậy sớm, lần theo phía tiếng đàn để tìm người ấy. Anh vốn là dân trinh sát của một đội an ninh vũ trang hồi tham gia chiến trường, nên việc tìm kiếm đối với anh không khó. Cuộc gặp gỡ khiến anh vừa ngỡ ngàng, lại vừa thấy thân thuộc, như nó vừa tất yếu phải diễn ra vậy. Trời ơi! Quang! Quang có phải không? Việt! Việt! Đúng là Việt rồi! Đúng rồi! Quang! Quang Sấm! Xem cậu nào! Ôi, vẫn lành lặn! Trời ơi! Bao nhiêu năm rồi còn gì? Này, thế nào rồi? Hòa mình cũng mấy năm rồi còn gì? Mấy năm rồi, còn gặp lại được nhau thế này là còn may, chứ không như thằng Sinh rồi thằng... Thì biết làm sao được hả cậu? Chiến tranh mà, hôm nay cơn gió nào thổi cậu đến đây đấy? Chuyện dài lắm, để kể sau. Năm 1968, cái năm tớ bị thương nặng, phải chuyển ra Bắc ấy. Cậu ở lại, sống và chiến đấu thế nào? thì cũng bình thường thôi. Hòn tên mũi đạn nó tránh mình mà. Rồi là hết chiến tranh, mình ra quân trở về, thế thôi. Này, thế vợ con gì chưa? Chà chà, nhìn nhà cửa luộm thuộm thế này, chắc vẫn chỉ vườn không nhà trống thôi đúng không nào? Vẫn vậy thôi cậu ạ. Việt à, mình không nghĩ cậu vẫn nhớ địa chỉ của mình để tìm đâu nhá. Quang ạ, mình xin lỗi, nhưng quả thực mình không nhớ được địa chỉ của cậu đâu. Những vết thương ở đầu gây ảnh hưởng rất nhiều đến trí nhớ. Mình không nhớ được. Cậu không nhớ địa chỉ của mình, sao biết mà tìm về đây được hả? Chính là bài Mẫu Đơn Đỏ của cậu đấy. Mẫu Đơn Đỏ? Bài do chính cậu sáng tác ấy mà. Đêm hôm qua cậu đã đàn và hát bài ấy. Như thế nào nhỉ? Xanh mãi mẫu đơn ơi, trong bom đạn hoa đỏ tươi kết lời. Trời ơi, bài hát ấy trước khi nhắm mắt, thằng Sinh cũng đã yêu cầu hai đứa mình hát cho nó nghe rồi. Cậu còn nhớ không? Nhớ, mình nhớ chứ. Tổ mình chỉ có ba đứa, coi nhau như là anh em. Vậy mà bây giờ chỉ có cậu và mình trở về. Thế cậu nói đêm qua nghe mình hát à? Đúng thế đấy. Sau khi rời trại điều dưỡng thương binh, mình được cho đi học một lớp kế toán, rồi về làm ở công ty ngoại thương ở trên tỉnh. Anh Lực, hàng xóm chỉ cách nhà cậu có mấy nhà, là thủ trưởng của mình đấy. Ông ấy rủ mình về chơi, ý định là giới thiệu cô em gái, cô Ngàn ấy mà. Trời ơi, sao lại có cái chuyện thế? Nhưng mà chuyện ngẫu nhiên như thế được à? Thế cậu với Ngàn định cậu... Nhưng mà chưa có gì cả đâu, chỉ là anh Lực muốn giới thiệu. Nhưng mà nói thật, mình cũng không thể. Kìa, Quang, cậu làm sao thế? Quang! Thế đấy, cuộc gặp gỡ của anh và Quang đã diễn ra như thế đấy Ngàn ạ. Quang và anh là đồng đội cũ. Bọn anh gồm có ba người, là một tổ thuộc đội an ninh vũ trang.
Sinh bị thương nặng rồi hy sinh trong một trận chống càn. Anh cũng bị thương nặng, mất khả năng chiến đấu phải ra Bắc chữa trị. Còn Quang thì cầm súng cho đến ngày hòa bình, rồi giải ngũ. Vâng, anh Việt, bây giờ thì em cũng đã phần nào đoán ra sự thật về câu chuyện mà anh muốn nói với em rồi. Em đoán là vào thời điểm anh và anh Quang gặp lại nhau, anh không hiểu tại sao thái độ của anh Quang lại như thế. Đúng. Khi anh nhắc về việc anh Lực muốn mai mối cho anh và em, đúng không ạ? Đúng thế đấy em ạ. Hôm đó bọn anh đã hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới biển. Tuy thấy thái độ của Quang không được tự nhiên cho lắm, nhưng anh cũng không hề nghĩ gì. Đến lúc anh ra về, Quang vẫn vui vẻ, chỉ dặn anh là đừng nói gì về cuộc gặp gỡ ấy. Tuy là hơi thắc mắc, nhưng anh đã đồng ý với Quang. Anh đoán có những điều Quang không muốn nói, và anh đã tôn trọng ý kiến của cậu ấy. Anh chia tay bạn với lời hẹn sẽ còn về thăm Quang. Nhưng chỉ một tuần sau đó, Chính Quang đã đánh đường lên tận khu tập thể để tìm anh đấy em ạ. Việt à, chắc cậu bất ngờ vì chuyến viếng thăm này của mình, có đúng không nào? Kìa, Quang. Cũng không đến mức bất ngờ quá đâu, nhưng mà cũng chỉ đôi chút thôi. Mình không ngờ cậu lại lên thăm mình nhanh thế. Việt à, kỳ thực mình suy nghĩ mãi về chuyến đi này đấy. Sao? Cậu nói sao? Cậu lên thăm mình mà cũng phải suy nghĩ nhiều đến thế cơ à? Đúng là thế đấy. Nhưng mà bạn bè thăm nhau, làm gì mà phải suy nghĩ nhiều thế? Bởi vì đây không chỉ đơn thuần chỉ là một chuyến thăm nhau bình thường đâu Việt ạ. Không đơn thuần chỉ là một chuyến thăm bình thường à? Này, vậy cụ thể nó là thế nào? Mình có chuyện này muốn nói với cậu. Trời ơi, chuyện gì mà mặt cậu có vẻ nghiêm trọng thế? Cái chuyện liên quan đến Ngàn đấy. Liên quan đến Ngàn à? Phải. Cô gái hàng xóm của mình mà người ta đang định mai mối cho cậu đấy. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì về Ngàn vậy hả cậu? Việt ạ. Sao? Thế này, thực ra mình đã định im lặng đấy, nhưng rồi mình không thể. Cậu nói đi xem nào. Bởi vì sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết. Vậy thì tốt hơn hết là mình nên chủ động nói với cậu. Nhưng thế này chúng ta sẽ dễ xử và thông cảm cho nhau hơn. Trời ơi, nghe có vẻ nghiêm trọng rồi đây. Cậu nói đi xem nào. Thực ra mình và Ngàn đã từng yêu nhau. Sao? Nói cái khác ấy, chúng mình là mối tình đầu của nhau đấy Việt ơi. Trời ơi, này, thế có phải đó chính là cô gái mà hồi ở chiến trường cậu đã từng nhắc đến rất nhiều lần, có phải không? Đúng, 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 đúng là người con gái ấy đấy Việt ạ. Trời ơi, trời ơi, vậy mà mình không nhớ ra. Đúng rồi, ngày ấy cậu nói là bạn gái cậu tên là Ngàn. Hai người đã thề hẹn với nhau bao giờ hết chiến tranh sẽ trở về làm đám cưới. Có đúng như thế không? Đúng, đúng là như thế. Bọn tớ đã từng có lời thề như thế đấy. Trời ơi. Nhiều lúc tớ nghĩ lời thề thiêng liêng ấy đã giúp tớ đi hết chiến tranh, vượt qua kẻ thù và cái chết đấy Việt ạ. Vậy thì bây giờ hòa bình rồi, sao hai người không đến với nhau, không làm đám cưới đi? Trời ơi, nếu mọi việc đơn giản như thế thì đâu có gì để nói hả Việt? Trời ơi, nhưng mà đã hết chiến tranh rồi, cậu lành lặn trở về mà cô ấy vẫn chung thủy chờ đợi. Làm đám cưới hẳn là thỏa nỗi chờ mong của bao người rồi còn gì. Đấy là nếu mọi việc diễn ra một cách bình thường thôi. Thế việc ấy có gì mà không bình thường? Hay là cô ấy có người khác? Không, Ngàn vẫn chờ mình. Ngàn vẫn chờ cậu. Này, Quang, hay là cậu cũng như mình bị thương nặng và... Không, mình vẫn bình thường Việt ạ. Trời ơi, vậy thì sao? Tại sao cậu và Ngàn không thể đến với nhau được cơ chứ? Chuyện là thế này Việt ạ. Cậu nói sau xem khi nào. Rời cậu, rời chiến trường, mình được phân công nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mới à? Này, thế là thế này. Do đã nhiều lần xâm nhập vào khu vực địch quản lý làm nhiệm vụ nên mình khá am hiểu mọi thứ. Vì vậy, trong một nhiệm vụ, mình được phân công đi cùng một cán bộ an ninh trá hàng theo giặc. Ra là như thế, nhưng rồi sao nữa? Cũng chính vì nhiệm vụ ấy, dĩ nhiên mình phải mang tiếng chiêu hàng. Đại địch ra giả tên mình hàng tuần
vì đã trở về với chánh nghĩa quốc gia. Trời, tin đến tai mọi người ở nhà. Giờ thì mình hiểu rồi. Với cái tiếng là một kẻ phản bội, cậu đã khó mà sống được ở làng, có phải không? Đúng là như thế đấy. Vậy thì nói gì đến chuyện tình yêu nữa? Nhưng mà hết chiến tranh lâu rồi, và cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Cậu phải được minh oan và được ghi công chứ. Lẽ thường là như thế, nhưng những đồng chí biết rõ công việc của tớ thì người hy sinh, người chuyển sang địa bàn hoạt động khác, hiện giờ vẫn chưa liên lạc được. Thành ra mình cũng đã làm đơn gửi về đơn vị cũ đấy, nhưng có lẽ sau chiến tranh quá nhiều việc hoặc đơn vị đã giải tán rồi. Chính vì thế mà Ngàn đã không thể đến với cậu, có đúng không? Đúng là như thế. Trời ơi, mình biết cô ấy vẫn còn yêu mình, nhưng cô ấy không thể vượt lên dư luận. Không thể cậu ạ. Mình hiểu Việt. Có thể cậu không tin mình, có thể cậu nghĩ mình đang bịa đặt, nhưng đó là sự thật, dù bây giờ mình chưa thể chứng minh được. Mình tin cậu Quang ạ. Với tư cách là một thằng bạn của cậu và cũng là đồng đội của cậu, từng vào sinh ra tử với cậu, mình tin những gì cậu vừa nói. Các cụ đã bảo vợ chồng là do duyên số, mình và Ngàn không đến được với nhau, âu cũng là số phận. Thôi thì mình mong là cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Nếu được thế, mình cũng rất mãn nguyện rồi. Không, mình không thể mang lại hạnh phúc cho Ngàn. Chỉ có cậu mới đem đến cuộc sống hạnh phúc cho cô ấy được. Cậu không được đầu hàng. Không, mình không phải là kẻ dễ buông xuôi đâu, nhưng việc như thế lực bất tòng tâm, Việt ạ. Quang, mình sẽ giúp cậu làm rõ sự thật. Mình sẽ giúp cậu bằng bất cứ giá nào. Việt, thưa các vị, đó là câu chuyện của mấy chục năm về trước. Sau đó, Việt đã xin tạm nghỉ việc, lặn lội khắp nơi để xác minh sự thật cho Quang, người sau này là chồng tôi. Nhờ Việt, chúng tôi đã có một cuộc sống gia đình trọn vẹn. Tôi không muốn nói đến chuyện ơn huệ ở đây, vì những gì anh làm cho chúng tôi không chỉ đơn thuần là ơn huệ. Anh như đã trở thành một phần cuộc sống của chúng tôi, không thể thiếu, không thể tách rời. Tấm lòng của anh, như chồng tôi vẫn thường nói, như loài hoa mẫu đơn mọc trong rừng, dù gió mưa, dù nắng cháy, vẫn luôn rực rỡ một màu sắc đỏ thắm, nhuần nhụy và thủy chung. Thưa các vị, khi tôi kể lại câu chuyện này, thì Việt đã đi xa. Anh đã không qua được cơn bạo bệnh do vết thương tái phát. Anh đã về với cõi vô thường. Nhưng chúng tôi, những người đang sống, biết rằng mình sẽ không bao giờ, không bao giờ quên anh. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên tháng ngày vất vả. Bài ca tôi không quên, tôi không quên vất mòn hành quân hối hả, làm bạn cùng trăng ngồi ôm sung ngắm sông.
Các đồng chí và các bạn vừa nghe câu chuyện Mẫu Đơn Đỏ, biên tập và dàn dựng chương trình Thanh Tăng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.